Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc một cái bảng dữ liệu ra từ Azure thông qua jQuery và xếp control từ ở trên bảng vào cơ sở dữ liệu. Mà bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn submit lên controller, còn từ controller mà mapping được ra đối tượng và map vào DB thì đương nhiên là các bạn đơn giản rồi. Thì ở đây các bạn sẽ có, đây mình sẽ lấy một cái controller là index, mình tạo một cái web MVC ở đây. Sau đó mình có một cái controller là home, mình sẽ lấy từ, bởi vì khi mà tạo ra thì nó có rất nhiều cái controller và view, thì mình ở đây mình sẽ lấy cái home này với cách mình xóa nội dung của home đi, index xóa hết đi. Ở đây chúng ta sẽ làm một thao tác là tạo mới một cái action controller để gọi ASAC để load dữ liệu ra. Ở đây chúng ta trả về một cái JSON result load data. Ở đây sẽ không gọi vào cái gì cả. New list, ở đây mình sẽ tạo mới một cái model là user, à employee model. Có các thuộc tính là ID, string là name và ở đây sẽ làm ví dụ như là double salary. Có 3 thuộc tính thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ thêm một cái nữa là status. Đó, đó là model. Ở đây chúng ta sẽ tạo mới một cái list employee model. Tạo mới xong, chúng ta sẽ list employee. Chúng ta sẽ lập à, chúng ta sẽ add cái từng đối tượng vào. ID bằng 1, name bằng Nguyễn Văn A. Salary bằng 2 triệu chẳng hạn. Và cuối cùng status bằng true. Đó. Chúng ta chấm phẩy. Chúng ta tiếp tục add thêm rất thêm vài cái nữa, ba cái. Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn C. Ok. Đó, chúng ta sẽ trả về cho result. Trả về result một cái data bằng bằng cái list employee. Đó. Và status bằng true. Sau khi xong thì chúng ta sẽ thử. Này chúng ta chỉ cần HTTP GET. Ở đây chúng ta cũng có thể thêm một cái là JSON request behavior. Cái nào cho phép GET thì chúng ta sẽ để vào đây. Và chúng ta chạy thử. Xem cái hàm get data đã ra được một cái chuỗi JSON chưa.
bạn trả thành công rồi thì cái phương thức trả về JSON result này sẽ tự mapping cái đối tượng này sang JSON. Tiếp theo thì trong cái index này chúng ta cần một cái bảng. Vậy ở đây cái bảng của chúng ta sẽ có một cái table tí tí sẽ là tr th ở td sẽ là id này name salary và status. Vậy table body của chúng ta sẽ có nội dung của bảng ở đây. Vậy nội dung này sẽ này chúng ta sẽ lấy một cái ID ở đây là body tbl data. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ lập jQuery để chúng ta binding bằng ra rắc ra đây. Vậy chúng ta cần một thư viện. Thư viện ở đây chúng ta đã nhúng ở trong layout này rồi. jQuery đã có rồi. Và một cái thẻ một cái section script ở đây. Các bạn nhớ là các bạn nhúng sẵn rồi đây. Các bạn không cần phải nhúng lại nữa. Bạn chỉ cần nhúng một cái thư viện để tạo ra template. Đây. Tạo ra template ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện merstack.github.io trong này chúng ta chọn cho for JavaScript. Ở đây chúng ta sẽ cần download một cái thư viện ở đây gọi là merstack. Đây, merstack ở đây chúng ta dùng cái file .min này để chúng ta thao tác. Ở đây chúng ta có một cái script và chúng ta sẽ thêm mới một cái thẻ. Đối với NuGet thì chúng ta có thể dùng cái NuGet đối với .NET, còn đối với JavaScript thì chúng ta nên tạo mới một file đây. Thông thường chúng ta để trong một cái thư mục gọi là plugin. Tạo mới một file có tên là merstack.js. Cái này là dùng để làm đối tượng generate nội dung theo template. Chúng ta sẽ không cần phải cộng chuỗi nữa. Ở đây chúng ta chỉ cần đặt merstack ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ cũng viết một cái ví dụ ở đây chúng ta viết một cái đặt controller ở đây. Ví dụ ở đây là home thì chúng ta sẽ đặt nó là home controller đi. Chúng ta viết ở ngoài chứ không viết ở trong, nó đặt đằng sau merstack. Đương nhiên hai cái thẻ script này nó đã nằm ở đằng sau của jQuery và Bootstrap rồi nên các bạn không phải lo. Tiếp theo chúng ta sẽ viết một cái đối tượng để thao tác. Ở đây chúng ta sẽ viết một phương thức có tên là init này và một phương thức là register event để chúng ta viết. Đây là hướng theo hướng đối tượng hướng function thì ở bên ngoài sẽ là .init. Như vậy thì bạn sẽ viết được dùng dùng lại được. Ở đây chúng ta sẽ home.register trong hàm init chúng ta sẽ gọi cái tơ event. Thì trong hàm đầu tiên thì chúng ta sẽ loading. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ load data. Hàm load data này chúng ta sẽ gọi trong hàm init. Chúng ta sẽ có cần phải có một cái template để generate ra. Cái template này chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Bạn xem ở trong phần merstack. Cú pháp của nó
Đây. Các bạn để trong cái thư mục là cùng cái view. Thì ở đây chúng ta có ID, ví dụ như là data template. Chúng ta sẽ nhúng nó một TTR giống như là TTR, tuy nhiên cột nó sẽ là, ví dụ chỗ này sẽ là ID, chỗ này sẽ là name. Bạn đặt cái dữ liệu, cái viên nó đặt ở trong hai cái dấu ngoặc nhọn này đúng theo tên. Tí nữa mình sẽ đặt đúng theo tên của tục tính thì nó dễ dàng hơn. Đây là ID của nó. Và trong này chúng ta viết như sau. Chúng ta sẽ gọi một cái hàm Isaac. Isaac này chúng ta cần URL. Ví dụ như là home load data type get data type bằng JSON. Và đây chúng ta sẽ không truyền vào data nào cho nên chúng ta không cần thuộc tính data. Succeed. Succeed chúng ta sẽ trả về một, nó sẽ trả về một cái response. Và ở đây chúng ta sẽ kiếm response, tức là đại diện cho cái đối tượng này. Nó có hai thuộc tính status và data. Chấm status, nếu status bằng true thì chúng ta sẽ, ví dụ ở đây chúng ta sẽ alert ra response chúng thử chấm status thử. Và trong cái getter event này chúng ta sẽ viết một, chúng ta sẽ gọi cái hàm load data này. Và ở ngoài này chúng ta đã gọi rồi thì chúng ta sẽ chạy thử. Chúng ta sẽ đặt cái debug vào trong hàm này. Bạn nhìn thấy nó đã load về đây rồi. Và ở đây nó không báo gì. Vậy chúng ta sẽ xem có lỗi gì không. Không có lỗi gì. Vậy thì cái hàm này nó đã gọi được vào trong đấy. Tuy nhiên là response này chưa ra cái gì. Chúng ta sẽ chạy thử một lần nữa. Load data. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử JSON data này thử cho lên trên này. Sẽ init trong hàm init xem. Chỗ này gọi init rồi. Ta sẽ bỏ cái rồi nháy đây đi. Rồi breakpoint đi. Mình phát hiện ra là cái chữ success này mình viết sai. Đó. Các bạn nhìn thấy là nó sẽ, hàm success nó sẽ trả về alert 1 nếu nó bằng true. Đó. Và tiếp theo thì cái này chúng ta sẽ lặp để đưa ra được. Chúng ta lấy ra cái data của nó, khai báo một biến data bằng bằng rỗng. Sau đó
cái data này sẽ chúng ta sẽ cái data này sẽ bằng response.data, tức là list của JSON đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ lập data phòng lập x. Ở đây chúng ta sẽ khai báo một biến HTML bằng rộng. Cái HTML này cộng bằng cái dùng một mustard.render, ở trong là ID của template. Chúng ta sẽ khai báo biến template bằng chính cái ID lấy từ template này, data template.html. Vậy template này chúng ta sẽ tham số đầu tiên của nó, tham số thứ hai chính là cái đối tượng chúng ta sẽ gắn vào cái template đấy. Chúng ta sẽ gắn từng cái item một. Ở đây sẽ là trong template các bạn có tên của nó là ID name status, thì các bạn phải đặt đúng như này thì bên ngoài nó mới nhận được ID này bằng item chấm ID, name bằng item chấm name, salary item chấm salary và status bằng item chấm status đó. Khi các bạn mà cộng xong rồi thì các bạn sẽ gạo cộng một dồn vào biến HTML này. Sau đó chúng ta chỉ việc lấy cái ID border ID này, HTML data này, chúng ta gắn HTML cho cái biến gắn biến HTML vào đây. Như vậy là chúng ta đã load được ra. Chúng ta sẽ chạy thử. Đó, chúng ta load được ra đây. Tôi cần phải thêm một cái biến cái class table của Bootstrap. Đó, bạn nhìn thấy là đã gán thành công rồi. Ở đây chỉ cần thêm một cho một cái div row cho đẹp. Pro. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục bằng cách là cái bảng này đã load ra xong bằng Ajax rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái này sẽ đổi thành textbox. Cái status này chúng ta không để cái chữ Trufo này nữa, mà chúng ta sẽ đổi thành ví dụ như bằng Chu. Bằng Chu thì chúng ta sẽ đổi sang là active, còn ngược lại thì chúng ta sẽ đổi thành log như này. Đây thì trong này chúng ta đã tùy biến được. Chỗ này chúng ta có thể là cho cái thẻ HTML vào đây để định dạng màu cho nó được, ví dụ như là trong Bootstrap của chúng ta nó có label. Ví dụ như là span label default, ví dụ như label success là như này. Chúng ta sẽ gán hẳn cái thuộc tính. Success đi. À, active. Và tiếp theo lock thì sao? Là danger này. Thêm cái dấu slash ở đây. Ok, như vậy thì sao? Đây sẽ là HTML. Và HTML ấy, thì chúng ta sẽ phải để ba dấu nháy. Bạn nhìn thấy. Bạn nhìn thấy là nó tiếp như này. Đó. Thì đó là cách. Ở đây chúng ta sẽ chuyển cái series này sang dạng text. Chúng ta sẽ đổi cái, chúng ta sửa trong template thì rất dễ. Input number đi. Ở đây chúng ta sẽ gắn cái value sẵn có của nó chính bằng cái salary đấy. Các bạn nhìn thấy.
Đó, bạn nhìn thấy là nó đã thành number rồi. Và ở đây thì chúng ta cần phải là khi enter một cái thì chúng ta sẽ xếp vào trong database cái bản ghi này. Thì chúng ta sẽ gán cho nó một cái thuộc tính của HTML5, ví dụ như là ID, thì chính bằng cái ID của cái bản ghi này. Thì sao? Thì để khi mà chúng submit lên, chúng ta lấy luôn ID thì chúng ta update. Và value thì chúng ta xem cái thuộc tính data value nó đã có ID bằng 1. Đó. Thì cái tiện của template rất dễ, các bạn maintenance rất dễ và thao tác với nó cũng rất dễ. Nếu các bạn cộng chuỗi ở trong jQuery như thế này, trong chỗ này thì các bạn sẽ nhìn sẽ rất vất vả. Đó. Tiếp theo, giờ chúng ta sẽ viết sự kiện cho nó, thì ở đây chúng ta phải viết một cái class, ví dụ như là tt-salary để chúng ta có thể lấy được cái control này. Và chúng ta sẽ register event như sau. Chúng ta sẽ lấy từ class chúng ta on, chúng ta chân tôi phải off cái kpress đi, sau đó chúng ta lại on nó lên, bởi vì chúng ta phải khi mà có bay ra nhiều lần thì nó sẽ bay ra bị lắp liên kết, thì chúng ta phải tắt đi, sau đó chúng ta mới on nó lên. Ở đây sẽ kpress function nặc danh truyền vào e đi, mà không truyền vào em được, e là event. À, nếu à, đây chúng ta phải truyền vào e này, chúng ta mới nhận biết được là enter là nút nào. Thì đây chúng ta sẽ nếu cái e chấm with, tức là kiểm tra cái key press à, cây code bằng 13, thì có nghĩa là đã bấm nút enter. À, nếu bấm nút enter thì sao, thì mình sẽ alert lên 1. Đó, ở đây sẽ bằng 13. Đây là chưa nhận cái sự kiện enter này. Kpress. Chưa nhận sự kiện kpress, ở đây chúng ta sẽ phải thử bằng cái console này. Nó đã nhận được ra ba cái này rồi. Tuy nhiên đó, ở đây các bạn sẽ thử vẫn chưa nhận. Tại sao? Tại vì cái load data là chạy sau cái register event này. Đấy, chúng ta sẽ phải để register event là sau. Vẫn chưa chạy ra. Vậy sao? Vậy khi mà gắn HTML thì nó sẽ bị có thể là chạy trước hoặc chạy sau, thì chúng ta sẽ nên gọi cái register event đây. Như vậy là sẽ chắc chắn nhất. Đó là những cái lỗi hay gặp phải. Sau khi mà lấy alert được ra rồi thì chúng ta sẽ lấy được có hai thông tin ở trên cái này, chúng ta cần là update. Update đó là ID và cái giá trị này. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy được ID. ID sẽ bằng cái this, tức là cái control hiện tại lấy cái thuộc tính data ID của nó ra. Cách lấy data ID như sau: chúng ta dùng cái phương thức data tên của ID. Tên của cái ID sẽ là cái phần đằng sau của đây, có thể là data gì đó, và data thì bắt buộc và value. Value cái này thì dễ thôi, bạn chỉ cần lấy cái van, sau đó các bạn gọi một hàm ajax để post lên. Hàm này chúng ta có thể viết luôn ở trong này hoặc có thể viết rời ra, ví dụ như là update data, hàm này update salary chẳng hạn. Bạn có thể update bất cứ trường nào, hoặc các bạn có thể put tất cả đối tượng lên theo một đối tượng của jQuery, và các bạn mapping ở trên. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn.
Các bạn truyền vào hai tham số đó là ID và value. ID và value ở đây thì chúng ta viết như sau. Chúng ta sẽ cũng hàm dùng Ajax. URL của chúng ta sẽ có tên là home update đó, type bằng post. Data bằng JSON. Data truyền lên. Data truyền lên thì ở đây chúng ta là một đối tượng thì chúng ta phải truyền lên ID đúng cái tên của cái thuộc tính của đối tượng đấy. ID sẽ bằng ID truyền vào và salary sẽ bằng value. Bạn nên có vào mapping sang một đối tượng và các bạn có thể truyền ra được thêm các thuộc tính khác nữa ở đây cũng được. Như ở đây mình chỉ update salary thôi. Tiếp tục các bạn hàm success. Hàm success của chúng ta sẽ trả về một cái response. If response status bằng true thì ở đây chúng ta sẽ alert ra là update success. Đó. Còn ngược lại thì sao? Ngược lại chúng ta sẽ báo là update fail. Đó, có hai giá trị như vậy. Chúng ta chỉ cần gọi home controller.update salary. Ở đây chúng ta có ID và value. Viết như này thì nó sẽ rất là tường minh. Bạn nhìn thấy có thể đoán được ngay. Đó. Bạn thử. Ở trên này chúng ta sẽ có một cái đối tượng ở cái hàm, chúng ta sẽ viết một cái hàm update ở đây. Publish JSON gì sao, trả về JSON sao. Update truyền vào employee model data. Đây một đối tượng cho nên là chúng ta sẽ đặt tên như nào được. Khi cái model này ở đây chúng ta nên tạo một cái, mình sẽ tạo một cái list ở trên này. Một cái list có các phần tử. Như này thì sẽ chúng ta sẽ cài vào một cái biến list employee ở đây. Và tiếp tục các cái biến khác cũng như thế. Bằng 2 ngữ văn B. Bằng 3 ngữ văn C. Thay đổi mức lương đi một chút. Ok. Đó. Đó, tạo ra một cái list này mà chúng ta chỉ cần trả về chỗ này, chỉ cần trả về thôi. Và chỗ này thì sao? Chỗ này thì chúng ta sẽ mapping ra được. Ở đây chúng ta sẽ truyền lên một cái string. Cái string này chúng ta sẽ tạo mới ở đây một cái đối tượng, ở đây là một cái đối tượng data bằng chính cái giá trị này. Sau đó thì cái data này được
truyền lên bằng cái một cái biến, ví dụ biến border bằng, chúng ta di chuyển cái chuỗi đây sang string, string i5 đó, thì chúng ta truyền lên bằng string. Vậy cái biến model này trên này nó sẽ nhận là string. Ở đây chúng ta sẽ trả về một cái status, cái này chỉ trả về status thôi, cái này không cho get mà chỉ cho post thôi đó. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ chạy thử xem có đúng không. Ở đây chúng ta đã nhìn thấy là nó đã trả về rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết thử thay đổi 1 2 đó. Bạn nhìn thấy là nó đã truyền lên được ID 1 và salary bằng 12.000. Bây giờ chúng ta sẽ phải chuyển đổi nó sang ở trong cái bài jQuery, cái bài số 15 mình đã, à 14 à 13 mình sẽ chuyển đổi một cái string sang, thì chúng ta dùng Java script serializer ở trong system.web script serializer bằng new một cái serializer. Sau đó chúng ta chỉ việc dùng một cái biến này, model này dùng biến này, employee, chúng ta chuyển nó sang chấm deserialize, thì chúng ta sẽ chuyển sang kiểu này và truyền vào model. Như vậy nó sẽ chuyển sang được mapping toàn bộ cái string này chuyển sang đối tượng model này, và sau đó chúng ta chỉ việc cái dùng cái employee list, chúng ta single ra cái dùng name queue. Ở đây mình tưởng tượng là các bạn tưởng tượng lấy trong DB nhé, x.id bằng employee.id, sau đó ở đây chúng ta va ra được cái entity rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng cái entity này chấm salary bằng cái employee.salary, sau đó chúng ta chỉ việc xếp vào trong DB thôi, và chúng ta chỗ này chúng ta sẽ là xếp vào DB. Nó sẽ thử kiểm tra một lần nữa. Cái khu khâu mà update vào DB thì các bạn không cần phải, chắc mình sẽ không cần hướng dẫn bởi vì nó rất là dễ dàng, bởi vì nó các bạn thao tác như link queue và entity thôi. 12 bạn nhìn đó, nó đã chuyển sang cái ID, cái name không có, status không có, salary và ID có, thì nó sẽ lấy được ra, entity giống như lấy trong DB rồi, sau cho cập nhật và thông báo thành công. Đó, đó chính là cái cách mà các bạn cần phải có để update trên form. Các bạn có thể hai cách, các bạn có thể enter để update luôn, hoặc các bạn có thể có một cái nút save ở đây, bạn sửa hết một loạt đi xong bạn save một cái, thì save một cái thì các bạn phải lặp qua từng dòng một và các bạn đẩy ra một cái list JSON như này. Bạn không update trực tiếp đây, các bạn phải đẩy một list JSON vào đây để tạo ra một cái list các đối tượng này. List các đối tượng này thì các bạn sẽ put nó vào trong cái list, và các bạn put cũng put luôn cả cái list vào đây, nhưng mà trong này thì chúng bạn ép sang kiểu list, thêm một cái list ở đây chứ không ép sang một đối tượng này như này nữa, cũng tương tự như vậy thôi. Còn ở bên dưới thì các bạn vẫn string i5 bình thường. Đó, đó chính là cái cách để các bạn làm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.